Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong clip hôm nay em xin giới thiệu cho các bác, ở đây có một cái đầu máy của Sony giải mã trực tiếp không cần mồi, và các bác có thể làm pre cho cái cục đẩy. Và đầu máy của Sony có thể chỉnh bass chép và tăng super bass trên cái đầu máy này, và kèm theo một cái điều khiển trên cái đầu Sony này. Ở đây gồm có những cặp loa rời bass 25 của Yamaha, check dôm của Kenwood, và đây là check giấy của Sony, và đây là cặp bát của Ankyo bát 13. Tiếp sau đây em sẽ đi báo giá từng sản phẩm cho các bác. Và đặc biệt trong hôm nay thì tất cả các sản phẩm, cho các phẩm hôm nay em đăng, em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác. Đó, bao ship toàn quốc luôn. Đầu Sony này làm âm ly và làm giải mã giá 600.000 đồng. Cặp bát 25 của Yamaha này với giá 1.600.000 đồng. Cặp check dôm của Kenwood củ tử kép giá 450.000 đồng, chắc giấy của Sony cũng dòng củ tử kẹp này giá 200.000 đồng, và cặp bát của Kenwood này bát 13 với giá 600.000 đồng. Tất cả các sản phẩm em bao ship cho các bác luôn. Sau đây em đi sẽ test cái đầu giải mã Sony cho các bác. Hiện tại đang test cổng optical in. Kích thước của đầu máy Sony này là chiều ngang 16, chiều cao 22 và chiều sâu 32. Đầu máy này thì có chỉnh trực tiếp bác check ở trên khiển này, các bác nhìn này, bác check này. Đó. Và một chế độ tăng bát, đây là menu để bấm để chuyển chế độ kênh rồi. Đây cổng DSG này là chính là tăng super bát trên Sony này. Bát sẽ được tăng rất căng luôn. Đó. Các bác lấy tín hiệu thì nó sẽ ăn theo cái cổng phone ở phía trước này. Đấy. Thì tất cả bass check volume này nó sẽ ăn theo cái tín hiệu của cái bộ thiết bị âm thanh nhà bác. Các bác thì nhà bộ nào các bác nào có cái bộ đẩy chẳng hạn thì các bác lấy luôn cái tín hiệu phone này lắp vào đẩy thì có thể chỉnh bass check và tăng super bass và làm volume này cho cái bộ đẩy này các bác thì rất là hay luôn. Đấy. Đây là dòng Sony dòng Hi-Fi Moen M333NT. Đấy. Đây sẽ Hi-Fi dòng các bạn nhìn đèn màu vàng và đây có một giải và rất đẹp luôn. Các chức năng khác như CD, MD và băng dây thì nó không còn hoạt động nữa. Chỉ có các bác nghe qua cổng optical in và jack 3.5 để kết nối với điện thoại máy tính qua cái jack 3.5 mà cổng analog đây. Đây là cổng quang này. Hàng của Sony, hàng của Made in China sản xuất này. Hàng của Sony thương hiệu của Nhật thì điện 100V này, 55W này. Đấy. Nhật thì nó phải sử dụng điện 100V rồi. Số CD là 239270. Đây là jack loa, các bác ghép những cặp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm và những cặp bass tầm 16 đổ về thì Sony là đánh rất là tốt luôn. $600.000 cho các bác có sử dụng được cái đường giải mã để làm cái thiết bị để các bác kết nối với thiết bị âm thanh khác, giá rất là ok luôn. $600.000 bao ship các bác. Đây, cần cái nắp này thì các bác chỉ cần nếu không dùng đến thì có thể bỏ ra để này, hoặc nếu dùng thì cứ cắm cái này vào đây thôi. $600.000 bao ship. Đó. Tiếp theo là một cặp bát 25 của thương hiệu Yamaha, dòng này màng giấy này, gân vải này. Và cam kết cho các bác hàng zin nguyên bản 100% luôn. Em sẽ đi đo kích thước cho các bác này. Đường kính ngoài cùng là 26 cm, còn đường chéo ốc là 25 cm. Chiều cao của cái từ dưới lên là 9 cm. Đấy. Còn cái đường chéo ở phía dưới này thì là 17,5 cm. 17,5. Dòng này thì nó là dòng chassis 7 màu. Dòng Yamaha thì hay thiết kế theo dòng loa kiểm âm. Đường kính cụ từ là 8 cm. 8 cm. Màng hoa và gân rất là mới và đẹp luôn các bác. Đấy. Gân vải này thì ở Việt Nam mình không có để thay đâu. Ở Việt Nam mình chỉ có toàn gân mút, phải gân mút thôi. Chứ gân vải zin thế này thì không có. Mà rất đẹp và mới. Giá có 1.600.000 đồng, bao ship toàn quốc.
theo chiếc còn lại. Thì cái thông số của cái cặp loa Yamaha này ở trên cái thùng loa thì nó ghi là 8 ohm và 40W. Chassis 7 màu, 1,6 triệu bao ship. Tiếp theo là một cặp jack rôm củ tử kép của Kenwood này. Kenwood được lắp ráp tại Chila và trở kháng được 8 ohm. Ở đây đường kính là đường kính ngoài cùng là 10 cm này. Còn đường treo ốc là 8,5, còn ở phía dưới là 6,5 cm. Dòng này dòng check rôm thì thường nó hay có cái nón là nón vải, ấn vào nó sẽ tự động nảy ra. Đấy. Dòng củ tử kép này em sẽ đo luôn cho các bác. Đường kính là 500, phía dưới là 7, còn ở trên là 6 cm, chỉ dưới mới trên chênh lệch nhau có 1 cm thôi. Đấy. Trông rất là hầm hố và đấy, các bạn nhìn trông rất đẹp. Ở đây là check rôm cũng khá là cao cấp trên cái dòng loa của Kenwood này. Giá 450.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho các bác. Chiếc con này rất đẹp và mới. Tiếp theo này, đây là một cặp chép giấy của Sony cũng được lắp ráp tại China này. Dòng này cũng dòng nhỏ nhưng mà củ tử kép này. Thì nó đo cái kích thước đường chéo ốc là 5,5 cm, 5,5, còn gọi là cái nam châm này là 3,5 cm, 3,5, và ở đây có một kèm con tụ đi kèm cho các bác rồi. Đây. Giá chỉ có 200.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các bác, 200.000 đồng. Cuối cùng là một cặp bát 13 của Onkyo. Đây, đường kính ngoài cùng là 15 cm, còn đường chéo ốc là 13,5 cm, còn chiều cao này là 8 cm. Dòng này là dòng màng kiểu thiết kế thì rất là đẹp. Đây, nó gân cao su, gân zin của loa củ tử kép, các bác nhìn trông rất là thiết kế rất là mẫu luôn. Được lắp ráp tại Malaysia, 25W trở kháng 4 ohm. Đây, các bác nhìn là đường kính lên đến 9,5 cm, thuộc dòng chassis 7 màu. Đây là chiếc còn lại, tất cả bao zin và hoạt động tốt cho các bác. Và những sản phẩm hôm nay thì em đăng thì tất cả sẽ đều bao zin hết cho các bác. Và thứ hai nữa là những sản phẩm này em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại. Giá này thì các bác cũng đừng mong và mặc cả gì nữa cả, vì giá cũng rất là ổn định rồi. Thứ hai nữa là hôm nay em cũng gọi là bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Và xin cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn ạ.